Hương Thơ và chương trình Góc cảnh cuộc sống của Sài Gòn TV xin mến chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, mỗi lần tháng tư tới, trong tâm thức của những người Việt tị nạn cộng sản đều không thể nào quên được ngày 30 tháng 4 năm 1975. Một biến cố đau thương đã làm cho thay đổi rất nhiều phận đời, trong đó có những đứa con lai đến từ những cuộc tình duyên chóng vánh hay quan hệ tình cảm giữa người mẹ Việt Nam với những quân nhân Mỹ đến Việt Nam tham chiến. Trong chương trình Góc cạnh cuộc sống của Sài Gòn TV hôm nay, Hương Thơ xin mời quý vị nghe câu chuyện của anh Võ Phong, một người mang hai dòng máu Mỹ-Việt, từ một tuổi thơ nhọc nhằn, côi cút, cho đến hành trình tìm cha của anh và đến khi được định cư tại Hoa Kỳ. Hương Thơ xin mến chào Phong và cảm ơn Phong đã tham gia chương trình nói chuyện của Góc cạnh cuộc sống với chị Hương Thơ. Dạ, em cũng mến chào chị Hương Thơ. Kính chào quý khán giả nghe đài cũng như xem chương trình Sài Gòn TV. Trước hết em cảm ơn chị Hương Thơ đã cho em cái cơ hội lên đây để mà chia sẻ về cái cuộc sống của em nói riêng và cuộc sống của những anh chị em lai nói chung. Một câu chuyện có thể nói là có thể viết thành phim hay viết thành một quyển hồi ký để nói về những người con của cuộc chiến Việt Nam. Bây giờ chương trình cuộc đời của Phong sẽ trải qua một cái giai đoạn rất là dài từ lúc tuổi ấu thơ cho đến thời kỳ định cư Hoa Kỳ và tìm cha. Bây giờ đầu tiên là Phong chào đời vào năm Bậu Thân năm 1968 và hình như là một đứa con duy nhất trong gia đình. Và qua lời mẹ kể, lúc đó Phong còn quá nhỏ thì cha của em là thuộc lực lượng biệt kích Hoa Kỳ, phải không? Rời khỏi Việt Nam năm 1973. Yeah. Lúc đó Phong có kể cho chị Hương Thơ là có ý định đưa cho hai mẹ con qua Mỹ nhưng mà mẹ không chịu. Yeah. Ngay cả mẹ, bố muốn đưa Phong qua, mẹ cũng không muốn xa yeah. con. Rồi nhưng mà được biết là đến năm 1973 đến 75 lúc mà bố đã qua Mỹ trở lại quê nhà thì bà nội là mẹ của bố vẫn thường xuyên liên lạc và gửi quà cho hai mẹ con ở Việt Nam. Nhưng mà bên ngoại thì tại sao là không có tin tức gì bên ngoại bên mẹ mẹ Phong? Dạ thì thật sự em cũng không có rõ về vấn đề đó lắm. Tại vì cái đó là thuộc về riêng tư của mẹ em thì em cũng không có hỏi tới, nhưng em chỉ biết là lớn lên thì chỉ có mẹ thôi, với lại những người hàng xóm thì có những người giống như là mẹ kết nghĩa là anh chị em vậy đó, thành thử thì gọi là cậu mợ hoặc là cậu, thường là cậu mợ thôi. Và còn những người mà xung quanh thì cũng hay gọi mẹ em là cô Bảy. Thì em không biết đó là cái thứ ở trong gia đình của mẹ em hay là do những người bạn của mẹ em đặt thì em không biết, nhưng mà đó là cái cuộc sống của em từ nhỏ lớn, em chỉ biết mẹ. Yeah. Vâng, thì có lẽ có những lý do kín đáo mẹ không riêng tư, lý do riêng tư mẹ không muốn cho Phong biết là tại sao bên ngoại không liên lạc. Thì có thể mình có thể phỏng đoán, tại vì ở Việt Nam thường hay kỳ thị những người mà lấy chồng Mỹ hay là có những quan hệ với có đứa con lai, đó là cái kiểu mà họ phân xử kỳ thị mà khó tránh nổi được cái thời đó. Thì một cái ký ức mà một đứa con mới lúc mà Phong mới có năm 8 tuổi, Phong lúc mà 8 tuổi là năm 1976. Dạ. Thì Phong có kể cho chị Hương Thơ biết là mẹ bị công an đến bắt. Yeah. Đi và lúc đó Phong không biết cái chuyện gì xảy ra. Nhưng về sau cái lý do mà mẹ bị bắt thì Phong cho khán giả được biết là tại sao. Thật ra thì cái thời điểm đó thì em còn nhớ rất là rõ. Vào một đêm vào Việt Nam mình gọi là tháng Chạp, là gần Tết đó. Những ngày giáp Tết là ngày 27 tháng Chạp. Thì nhà lúc đó mẹ em có một cái tiệm cà phê. Thì đóng cửa rồi, 12 giờ đêm thì nghe tiếng gõ cửa. Thì sau khi ra mở cửa thì thấy có mấy người công an có súng, có vũ trang đàng hoàng. Thì nói là mời mẹ em đi lên phường để họp. Thì tất cả cũng gia đình trong nhà thì cũng có mấy người thôi. Thì suy nghĩ tại sao giờ này mà còn đi họp, họp gì. Thì nhưng mà quý vị khán giả cũng biết cái thời điểm đó thì đất nước miền Nam Việt Nam thì cũng mới được kêu bằng là
cái gọi là giải phóng của phía Bắc Việt cũng như là cái gọi là cưỡng chiếm miền Nam thì họ có quyền, thì tất cả người dân đều nghe theo, và đồng thời cũng mẹ em cũng là một trong số những người đó đi lên họp. Thì sau cái cuộc gọi mời đó thì không thấy mẹ em quay trở về, thì mãi tới một tuần sau, rồi tới một tháng sau, thậm chí tới 3 tháng sau thì mới biết được tin là mẹ đã bị họ đưa đi một nơi khác chứ không có phải là đi họp. Và một đó là một cái hình ảnh sâu đậm của một đứa bé mới 8 tuổi, nhưng mà còn một hình ảnh khác mà Phong nói với Hương Thơ là không bao giờ quên được, đó là hình ảnh trước khi mẹ bị bắt, mẹ đã thủ tiêu tất cả những hình ảnh và thông tin về bố, Phong ạ? Dạ đúng. Cái này không phải là lúc chính xác á, là không phải là ngay cái gần ngày bị bắt, mà ngay cái thời điểm mà trước 75, trước ngày 30 tháng 4, Phong? Trước ngày 30 tháng 4 là cái thời điểm đó em còn nhớ là có nhiều người còn chạy ngoài đường, tấp nập chạy ngược chạy xuôi để mà cái là chạy trốn cái chế độ mới đó. Thì mẹ em có đào một cái hố, thì chỉ biết ở thành phố thì không có đất nhiều, không có đất quê, thì chỉ đào một cái hố ở ngoài gốc cây, thì bỏ những cái em thấy mẹ em bỏ những cái lá thơ, rồi những cái bức hình, thì trong đó có một cái tấm hình rất là bự cỡ như vậy, hình của bố, là em còn nhớ là rất là ấn tượng, đó là tấm hình của một người Mỹ mà mặc quân phục của lính đàng hoàng, thì mẹ em đốt hết. Thì lúc đó em cũng chỉ là một đứa trẻ, thì em cứ nghĩ mẹ đốt, nhưng mà không biết là đốt cái gì. Thì sau này càng lớn lên thì em biết đó là cái những cái gì mà mẹ sợ liên quan tới người ba của em, là sợ phía bên kia họ tìm được, thành thử họ mẹ em đốt. Rồi sau khi mẹ bị bắt, em sống với một người dì giúp việc cho mẹ đến từ Long Xuyên. Khi mà nhà còn có quán cà phê đó, thì cuộc sống của em bắt đầu nó thay đổi. Vì trước đó là đời sống rất là được đi học, phải không? Học lớp 1, sau rồi được cũng có tình thương của mẹ. Nhưng mà sau đó thì đời sống nó thay đổi như thế nào khi sống với người dì tên là Hồng, phải không ạ? Từ cái thời trước khi mà mẹ em bị đi bị bắt đi kêu là tập trung đi cải tạo đó, thì em rất là coi như là sống rất là coi như là vui vẻ với mẹ em thôi. Mặc dầu thì ai cũng biết là mẹ thì lúc nào cũng nghiêm khắc với con rồi đó, thì cái đó là hiển nhiên, phải không? Nhưng mà em rất là vô tư, rất là vui vẻ, vẫn được đi học, vẫn được tới trường. Em còn nhớ có một cái, có nhiều cái hình ảnh mà tới giờ em vẫn nhớ, mặc dầu lúc em còn nhỏ. Thì những cái đêm mà trung thu rồi đó, rước đèn rồi đó, mẹ em cũng dắt em tới trường rồi cũng đi rước đèn rất là vui ha. Thì khi mà lên tới lớp 1 thì cái thời điểm mà mẹ em bị bắt đi đó, thì lúc đó em đã học được lớp 1. Thì cái thời gian đó, sau cái thời gian mà mẹ em bị bắt đi thì mới ở nhà với một cái người cái gì đó thì quê ở Long Xuyên, thì mẹ em mời ở chung để mà giúp việc với mẹ em, thì coi như là chị em vậy đó. Thì em ở với cái gì đó tên là dì Hồng. Rồi từ đó thì em chỉ biết ở với dì Hồng thôi, mà mỗi khi mà chờ tin tức của mẹ thì rất là mù mịt và không biết ở đâu. Về sau em mới biết là lý do mẹ bị bắt là vì chống đối nhà nước, phải không ạ? Dạ, cái câu chuyện đó là khi mà mẹ về rồi đó, mẹ về rồi đó, sau thời gian sau 8 năm, 9 năm mẹ bị đi học tập vậy đó, thì về gặp lại được mẹ thì mới biết được cái sự thật là như vậy. Là mẹ có một cái hoạt động nào gọi là nhà nước không cho phép, phải không? Như là có thể là mẹ em làm có một cái gì nó rất là bí mật, mà đến bây giờ em cũng không biết là cái nghề thật sự, công việc thật sự của mẹ là gì, không? Dạ đúng như vậy. Thì thật sự thì mẹ em có một cái công, ngoài cái công việc bán cà phê là cái quán cà phê, thì mẹ em có một cái công việc gì đó mà thật sự em cũng không có rõ lắm. Nhưng mà có một lần, thì khi mà mẹ em, cái thời gian mà mẹ đi cải tạo về rồi đó, thì mẹ mới kể ra là cái là lý do là mẹ bị bắt,
là cái lý do là coi như là mẹ có sau cái ngày mà cộng sản cưỡng chiếm miền Nam thì mẹ có ở trong cái một cái nhóm người hoạt động chống lại cái chính quyền lúc bấy giờ, đó là chính quyền cộng sản. Thì có một tình cờ có một cái người mà giữ cái hồ sơ đó, danh thì, sách hả? Cái danh sách của những người hoạt động đó thì bị tiết lộ do một tai nạn xe lửa, thì bị tiết lộ thì cộng sản mới lần theo cái đường dây đó rồi tìm ra được những người có tên trong danh sách đó, và trong đó có mẹ em. Thì chị có nói chuyện với Phong về cái cuộc đời không có mẹ bên cạnh và sống với người dì không có thân thuộc, chỉ là một người dì giúp việc, và từ đó rất là bị hành hạ rất là nhiều. Phong có kể lại những một vài câu chuyện của một đời sống với một người dì giúp việc như thế nào? Thật ra thì cái chuyện nó cũng đã xảy ra rất là lâu, thì em cũng không oán trách gì đó và cũng chẳng oán trách ai, bởi vì em nghĩ đó là cái số mạng của mình và số phận của mình đã như vậy thì em cũng không trách ai. Nhưng mà nếu mà đã nói về cái quá khứ đó thì thật sự đó là một cái quá khứ mà rất là đau buồn, mà cũng là một cái gì đó làm cho em không thể nào quên đi được, mặc dầu nó không có phô bày ra nhưng mà nó vẫn ở trong tâm trí của em, là một vết sẹo của giống như là ấu. Một cái vết sẹo mà ở trên thân thể mình vậy. Thì có một lần em nhớ có nhiều lần như vậy chứ không phải là một lần, là cô ta gì đó đó thì có nhờ em đi làm những cái việc mà cho riêng tư của gì đó, thì nhưng mà em cũng bị nhức đầu, em không có muốn làm gì hết, thành thử em không muốn đi. Thì gì đó có đánh em, thậm chí phạt em uống nước mắm nữa, uống một chén nước mắm. Sau khi uống chén nước mắm đó thì em xỉu, em không biết gì nữa hết. Thì cũng may thì có một cái người gì khác là bán xôi, thì tại vì người Việt mình thì hay gọi những người mà lớn như là gì hay là cô vậy đó, thì em gọi là gì. Thì cái gì đó em thật sự em không có nhớ tên là gì, nhưng mà em biết là gì đó bán xôi, thì gì rất là tốt, nhờ gì đó giải rượu cho em, cứu em được mà em mới có ngày hôm nay, còn sống ngày hôm nay đó. Rồi sau những cái đợt như vậy á thì hết lần này tới lần khác, thì dì Hồng chỉ vì cái lợi ích cá nhân của dì mà dì đánh em, rồi thậm chí là phan cái muỗng inox lên đầu em. Tới bây giờ em vẫn còn cái thẹo trên trán em, mà nghe nói còn xiền vô giường đúng không? Rồi có một lần xiền em dưới chân giường suốt cả một đêm, không có nhúc nhích gì đâu được, giống như là thật sự mà nói em còn hơn cả, coi như không bằng một con chó mà để bị xiền dưới chân nữa. Đó, thành thử cái đó là những cái mà cái kỷ niệm mà rất là đau buồn ở tuổi thơ của em. Mà em không được đi học lúc đó luôn hả? Dạ, từ thời điểm đó thì em không còn đi học được nữa. Rồi em phải đi làm việc giúp cho chị, thay vì ngày xưa chị giúp cho mẹ em, bây giờ em phải giúp cho chị. Dạ. Làm những cái việc những cái thì em có thể nói là lý do là chị dì Hồng đó có một cái quan hệ tình cảm không được chính đáng, rồi em đứng giữa rồi mắc kẹt phải không ạ? Dạ, thì thật sự em cũng không có muốn nhắc lại những cái chuyện đó, nhưng mà cái lý do tại sao có thể là khán giả sẽ thắc mắc tại sao mà có một người phụ nữ mà hành hạ một đứa trẻ như vậy thì chắc chắn là phải có một cái lý do chứ không phải là đơn giản như vậy. Thì thật ra thì cái gì đó có cái thời điểm mà mẹ em còn mở quán cà phê, thì một buổi tối trời mưa lay bay ở ngoài vậy đó, thì mẹ mới thấy có một người đàn bà cứ đi qua đi lại ở tiệm hoài mà không biết là ai, thì mới kêu em ra, kêu cái cô đó vô. Thì vô thì mẹ em hỏi chuyện thì mới biết được cái cô này tên là cô Hồng, quê ở Long Xuyên, có gia đình, có chồng, hai đứa con, nhưng mà bị gia đình chồng hất hủi, đánh đuổi rồi cũng mới trôi giạt lên Sài Gòn, thì mới gặp mẹ em, thì mẹ mới kêu vô ở. Thì mẹ em có nói rằng ở đây chỉ có mình chị với con của chị thôi, thì thôi em ở đây giúp việc với chị giống như là chị em trong gia đình. Thì
cái đó là cái tóm tắt là cái tại sao mà gặp được cái gì đó. Thì sau cái thời gian mà mẹ bán cà phê thì cô đó giúp việc, thì cô đó rất là đẹp gái, thời điểm đó rất là đẹp gái, thì có những người khách tới uống cà phê thì để ý và thích. Thì trong số những người khách đó thì có một người cũ quen với cái gì đó, quen với cái chú đó. Thì cái chú đó em vẫn còn nhớ tên tới bây giờ luôn à. Thì chú đó tên là chú Hải, nhưng mà em nghĩ là chắc bây giờ thì họ cũng đã qua đời rồi à. Nhưng mà hai người lén lút qua lại như thế nào thì em không là biết. Ông đó có gia đình. Dạ. Nhưng mà sau này á, thì gia đình của cái người mà kia mới biết được, thì vợ mới tới tìm thì mới có cái chuyện là coi như là không còn ra mặt để mà lén lút nữa, mà họ phải hẹn nhau để mà qua lại thư từ hoặc là gặp gỡ nhau rồi có cho tiền, đưa tiền cho cô này. Thì em là cái đầu mối mà là nói liên giữa lạc hai viên, người liên lạc viên đó. Giống như là người mà đưa thơ vậy đó, đưa tin tức vậy đó. Thì cái một hôm thì em bị nhức đầu, em không có muốn đi làm gì hết. Thì cái thời gian mà cổ đi chơi với người ta thì cổ mua đồ chơi về cho con nít mà, thì em rất là thích đồ chơi, đứa con nít nào cũng vậy. Thì cổ mới lấy cái dì Hồng nó mới lấy lại, mới nói là nếu mà mày không có ra lấy tiền cho dì thì dì sẽ lấy lại đồ chơi của mày đó. Thì em cũng không buồn, lấy thì lấy chứ giờ em nhức đầu quá em cũng đâu có làm được gì. Thì từ cái thời đó đó, từ cái lúc đó đó thì bắt đầu dì Hồng mới có những cái thái độ mà có gì đối xử tệ với em. Cảm ơn Phong rất nhiều. Đến đây thưa quý vị, câu chuyện rất là ly kỳ. Chúng tôi xin mời quý vị tiếp tục giữ máy. Và sau vài thông tin thương mại, câu chuyện của một người con lai, Võ Phong sẽ được trở lại phần 2. Xin quý vị tiếp tục theo dõi.